Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Mình là Vũ Lít Và chào mừng các bạn đã tới với phần tiếp theo của ARK Survival Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình Thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha Đó chính là cái động lực rất là lớn Giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn Và các bạn đừng quên là cái quy tắc thứ nhất ấy, là nếu như clip này đạt được trên 4.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục post video Còn nếu nó dưới 4.000 like thì ngày mai mình sẽ công chiếu nha Thì cái vấn đề này có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại vì sao mà dưới vậy nó chỉ đơn giản là cái luật như vậy thôi Hôm nào cũng có video anh em yên tâm đi Chẳng qua là là úp video hay là công chiếu thôi còn nếu như bạn nào mà cảm thấy công chiếu lắc quá đấy thì các bạn có thể chờ thời gian công chiếu nó kết thúc rồi các bạn vào xem vẫn được mà đúng không? rồi và cái quy tắc thứ hai đó chính là mình sẽ live stream từ 8 giờ tới 9 giờ tối hôm nay ở trên Nimo làm cái gì thì chưa biết để tí nữa chơi xong rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định là tối nay sẽ live stream cái gì nha thì hôm nay hôm qua là mình hứa là mình sẽ không đánh hàng nữa rồi đúng không anh em? tuy nhiên là hôm nay mình vẫn còn rất là máu cho nên mình sẽ quyết định là quay trở lại cái hang này để chiến đấu anh em ạ. đây rồi thì chào xong rồi thì hôm qua là mình đã bắt được một đống cái con khủng khủng long nữa anh em, mình bắt được thêm hai con uh, uh, hai con raptor này, v v vetora raptor gì đó, ở đây mình có một con uh, uh, cano nữa, thì cái con đại bàng với lại cái con tesino kia thì nó không chui, con tesino kia nó chui không vừa, Còn cái đại bàng kia là cái vật trở của mình cho nên mình không thể nào mà mang nó theo được, mình chỉ mang uh, hai con này, cũng như là ở trong hang có thêm một con cano nữa mình sẽ mang bốn con này và đi vào hang nhá các bạn thì cái hang này mình nghĩ là đánh cũng gần xong rồi thì uh, nhiều bạn ở tập trước nói mình là đi bắt con quét rát ủa nó có cái dấu hiệu cái răng gì màu xanh ở phía phải ở phía trên này, anh em để ý không đấy tập trước nhiều à quên mình còn làm thêm một cầu sật gân nữa anh em ạ đây mình phải cho anh em xem cái khẩu sật gân của mình đây có gì đẹp là phải khoe cho anh em đấy anh em thấy khẩu sật gân của mình đẹp không đó anh em thấy chất chưa thì hôm qua mình bỏ cả buổi livestream rồi mình làm được có ba mấy viên đạn các bạn ạ thì uh, hôm nay là chúng ta sẽ Bây giờ quên từ trước là các bạn có chỉ mình ấy là cái này này, đấy anh em thấy chưa? Cái này thì nó sẽ giúp cho mình giải độc, mình sẽ tỉnh táo hơn nếu như bị độc. Đó, hôm qua mình có làm thêm đạn nữa này. Mình chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng hết các thứ để có gì mình vào trong đấy là mình chiến luôn thôi. Đó, nhưng mà mình sẽ cưỡi cái con Raptor đi vào nha. Rồi một tí nữa nếu mà đánh cái hang xong sớm thì mình sẽ đi làm việc khác. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi này. Ok, mình sẽ gọi mấy con này đi theo. Uh, follow on này, không biết là hai con ở xa kia nó nghe thấy không? Mình hy vọng là chúng nó không nghe thấy. Rồi ở trong đây còn một con nữa anh em ạ Đó bắt đầu đi vào hang nha Lặn đại chiến lại cái hang này Mình hy vọng là nó không bị tối Tập trước mình xem nó không tối lắm đâu Đây con này đặt tên là đại đội trưởng này Thì mình rất là vui khi mà mấy con này nó nó, nó chui vừa đấy các bạn Mấy cái con uh, Hai con toa nó chui vừa Ủa Từ từ Một cái con ở ngoài kia nó chui không vừa hay sao ấy, Để mình quay lại mình xem nào Ủa con này chui nó không vừa à? Từ từ Mình để con này ở trong ấy đi Ui có cả điêu ca đi theo này anh em Vậy là con đại bàng đi theo luôn này Vãi đạn Ủa vậy là con nào nó chui không vào vừa vậy Sao con này nó chui không vừa Trời ơi nó vướng với cái con kia Các bạn đợi một tí nha Mình sẽ skip con này để mình dắt tất cả mấy con này nó vào đã Mình thật sai lầm khi cho hai con kia theo Ủa con này nó bị cái gì đấy What the hell Mấy con này nó bị cái gì hết vậy Nó bị vướng cái gì đây, anh em ạ Đợi một chút mình chỉnh đốn đội hình này đã Vai trong lúc mình chỉnh đốn đội hình con này nó bay từ dưới lòng đất bay lên anh em ạ vãi <laughs> con này này nó bay phát từ dưới lòng đất bay lên vậy tập trước nó bị kẹt cái gì đấy anh em với cả tập trước nhiều bạn nói là cái xác cũ của mình nó bị vào trong người con đại bàng này mình không tin lắm và hình như là không phải anh em ạ cái xác cũ của mình nó không bị dính vào con đại bàng này và tự nhiên con này giờ đi theo mình thấy là khá buồn cười này ủa con số 1 nó cũng đi theo mình luôn này tình hình đấy là mình không muốn cái con kia đi theo mình không muốn cái con ủa mình mất nhiều máu thế mình không muốn cái con uh, thezino đi theo các bạn ạ vì thế mà tạm thời là cứ để mấy con này đi, đi. Con này nó bay từ dưới lòng đất bay lên luôn Nó thật với anh em luôn Chả hiểu lý do tại sao luôn đấy các bạn ạ Thì cái quả trắng này tí nữa nếu mình dính độc thì mình sẽ xài nha Cái con này nó đi theo mình thì cũng ngon thôi Không có gì hết họ đi vào nào Con này có đi theo không ta Rồi hai con này vẫn đi theo Được Bây giờ đi xuống dưới đã Vậy là tập trước con này nó bị kẹt dưới lòng đất thật đấy anh em Ở đi nào Mình gọi con này bàng theo luôn nha Đấy Which follow one Rồi đi Mình sẽ cưỡi con Raptor vậy Ủa? Con số 2 nó bị cái gì vậy ta? Rồi, bây giờ cái đá này nó bị cái gì hết rồi? Follow on. Thế chứ mấy con này xuống hang nó bị bị lỗi hết này anh em. Rồi, ok. Ủa sao bây giờ một con nó đâu? Còn một con uh, cano ở đâu? hồi kệ đi. Tập trung xuống dưới hang đó anh em ạ. Mình nghĩ là một con cano đủ để cân rồi. Mình cưỡi con Raptor này để tránh cái tình trạng mà lỡ may tí nó có bị cái gì ấy. con giới đây cắn trộm. Rồi, để cái đàn này nó xử. Ô, oh, mình nhớ là bọn này chết hết rồi mà nhờ sao tự nhiên vào đây lại có cả mấy con bọ cạp nữa này các bạn mấy con bọ cạp nó sống lại này, này. Đó. để kệ cho mấy con kia nó xử đi ủa con thế nó xuống đây luôn à mình thấy con thế Ủa ôi con thế chết ạ à? what the hell nó ở ngoài đây bị giết à ôi bắt đầu không hiểu rồi đấy chuyện gì đang xảy ra trong cái hang này vậy và những cái con khủng long của tôi sao bây giờ mất hết này khó hiểu quá ta Đi qua đây nào Tiếp về đàn khủng long cũ của mình bị chết hết này các bạn Đây đi qua đây Nếu mình không nhầm thì cái đường đi nó là bên đây Đó Bây giờ chỉ có một con đại bàng đi theo này What Sao một hồi chỉ có mỗi con đại bàng đi theo ấy. Mấy con kia thì sao Thiệt là buồn cười quá đi anh em Đây Con số 1 đây Còn mấy con kia hết rồi Kẹt hết này anh em Con đội phó này có bị kẹt này Ôi con này nó bị kẹt ở hang hết các bạn ạ Trời ơi Khó quá à Thì như đi hang này nó dễ bị kẹt hay sao á Mình thấy mấy con này nó kẹt cứng hết luôn này Đi nào Thề với anh em nhé Tí không biết đi vào hang này còn còn lại ai nữa không Th Sau khi phá đảo cái hang này thì còn lại Ủa Giống đường ra vậy ta <laughs> Nhưng mà con mình bị mấy con kia nó cắn chết là sao nhỉ Khá là khó hiểu Sao nó có thể bị cắn chết được ta Rồi bây giờ mình bắt đầu cảm thấy nó đi nó cứ bị kiểu chật nhịp thế nào đấy các bạn ạ Nào tiếp tục đi xuống nào Đi nào anh em Ui Đến đây là chết đấy Đi Mấy là đi mà động tí nó kẹt đấy Mình thấy hơi khó Nào tiếp tục đi nào Hy vọng là một tí nó không bị kẹt nha Bị kẹt là chết hết cả đám luôn đấy Đi xuống tiếp Ok Nếu mình không nhầm mình đang đi đúng đường Ồ vậy con đại đội trưởng đâu ta Mình còn một con cano cấp hai mấy nữa cơ và tự nhiên vào đây cái lạc tung tích hết luôn các bạn ạ Ủa Con rắn con rắn Titanova Giết nó Đây để mấy con này đi trước con giết anh em ạ Thực sự là mình có một cái khẩu sật gân đấy Nhưng mà mình cũng chưa cần phải phí cái sức làm gì đâu Bởi vì cái đàn khủng long của mình nó chơi được mà Ôi rồi cái con khủng long trắng của mình đâu nhỉ Con đại đội trưởng của mình đâu ta Rồi sắp xong đấy tự ăn thịt nó đi Mình cho con này ăn thịt nó Rồi tiếp tục nào Tiếp tục đi nào Đây mình đi tới khúc này rồi này Wow Bên đây có gì không ta Mình kéo cái đàn đi từ từ thôi anh em ạ Bên đây đúng hơn này Có mấy con rời ở đây nữa anh em ạ Không biết là mọi người nhìn có rõ không Nhưng mà cái Mình cứ dắt theo ba con này đi theo là đủ để phá đảo Như kiểu đi ra vậy What the hell? <laughs> Nãy giờ mình cứ chạy một hồi mình đi ra đấy các bạn Vãi đạn đây lần này mình nghĩ là đúng rồi anh em ạ Lúc ấy mình cứ chạy thế quá là cứ đi một cái vòng xong đi ra các bạn ạ Khó chịu vãi Đây mình nghĩ là đây là càng đi xuống càng sâu này các bạn ơi Ui có con vật mới con rắn mới này con rắn mới này Titanova gì ấy Mày này À quên mình đã chỉnh cái hiện đam này mọi người thấy không Nhiều bạn kêu là anh bắt Titanova đây nhưng mình thấy là Nó toàn chết thôi không bắt được đâu Để mình chỉnh gamma lên cho mọi người nhìn nhá Gamma 4 này cho sáng này Chứ hơi tối đúng không Đó hôm qua mình chết tàu đó khúc này nè mấy con đại bàng này nó bay rất là ổn nhá. Có mấy con rơi đấy này. Cái xác cũ của mình ở đây mà bây giờ mình tìm không thấy này. Nói rồi này anh em. Ở đây để mấy con khủng long nhỏ nhỏ đánh đi. Mấy con đại bàng này giết được nó. Đấy mình mới chỉnh cái hiện đam này anh em thấy không? Ờ à, một con rơi bị giết. Mình đang mình nghĩ là đang đi đúng đường ấy. Đi nào các bạn. Và mình nhớ là cái miếng đấy nó ở đâu đó cái miếng cái artifact ấy. Nó ở đâu đó dưới đây thôi các bạn ơi. Nó không ở xa đâu. Đây hôm qua là bị con cá sấu nó vật chết ở chỗ này rồi. Long Coco đang đứng ở dưới kia. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đây. Qua đây là bắt đầu là bắt đầu là có những cái con nó khủng hơn rồi đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Sắp sắp sửa được rồi này. Cái xác quả đây này, mà không biết là có lấy được cái xác lại không. Long Coco này, Long Coco mà không thấy Long Coco đâu anh em. Thấy cánh nó bay mà không biết nó đâu. Nhiều cái tròi nhiều khi nó bị kẹt đấy anh em. Rồi nó có bay từ dưới lòng đất bay lên không trời. Mình nghĩ là không đâu tiếp tục đi vào đây nha hôm qua mình chết ở đây này đó rất là nhiều rơi trong đây rơi với rắn là rất nhiều trong đây này đó để cho mấy con chim nó đánh đi thoải mái đây ôi cái đố nó chạy kìa trời ơi đừng chạy mà đánh nhau là kiểu gì mà ấm oi với này từ cho con này chạy đã con này là đội trưởng không cần đánh để cho mấy thằng đệ đánh thôi ủa quá trời luôn các bạn con bọ cánh cứng này mình nghĩ là không nên giết nó các bạn ạ xong rồi sao ạ Wow rất nhiều xác luôn rắn rết đầy luôn đấy cái xác qua của mình đây này nhưng mà cái xác này chả có gì đâu con này vẫn đầy máu ấy, các bạn ạ chả có gì trong đây đâu mình nghĩ là mấy con này nên ăn thịt mấy cái con uh, quái vật kia đi ấy cái mảnh ở đây rồi này cái mảnh ở đây rồi anh em Đấy cái mảnh ở dưới đây rồi mình chỉ việc đi xuống và lấy cái mảnh thôi từ từ ra đợi mấy con này đánh xong nữa anh em thấy cái mảnh ở dưới chưa đó, cái mảnh nó ở dưới đây này, nè Bây giờ mình chỉ cần tìm cách là đi xuống để lấy cái mảnh này là xong Easy đấy Vậy là hôm qua mình đã đi, đi tới cái mảnh rồi các bạn ạ Nhưng mà mình lại không biết Mở đây ra được gì không Đó, một con nhợn <laughs> Một cái yêu yêu nhìn nhớn anh em ạ à. Ok Rồi, được một con yêu nhìn nhớn rồi nhá Ủa, dưới đây mà rơi xuống chắc chết luôn quá Rồi, mình vẫn cưỡi con này vào đây Antifact này một mảnh đây anh em Đó Ôi, ôi, nhầm Ủa không biết dưới đây có con gì không Nhưng cảm giác là mình đang nhảy nhầm rồi đấy Đây Lấy cái mảnh này nhá các bạn Đây là một trong mấy mảnh đánh boss này Đấy anh em thấy chưa Đó xong Mission complete Xong nhiệm vụ rồi Thế là trong đây là nó vẫn còn cái xác của con báo cũng như là Tập trước các bạn là kêu là <laughs> Anh ơi anh cứ để mấy con chim nó vẩy vào người Anh gãy anh gãy gãy xương đấy Vãi trưởng Mình nghĩ là mình vẫn lên khám phá tiếp cái map anh em ạ ủa mà con đội phó mấy con kia đâu rồi, con số 2 đội phó đội đâu rồi. đi theo tao. mấy con kia sao nó không lên nữa? thế tính ra đi cái cái này cũng dễ anh em ạ. tí nữa mình sẽ ghé qua cái núi cao cao cái xem nó có con kia uh, uh, không nha anh em, có con uh, con gì ta quên tên rồi. ghé con núi cao cao xem nó có con tô sau không. và nãy giờ mình vẫn chưa thể hiện được cái cái trình độ gọi là bắn súng của mình anh em ạ. và không không quan trọng lắm đâu. Mình sẽ lấy thịt của mấy con này đi. Lấy thịt của mấy con này đi để có gì uh, về nhà cho mấy con khủng long ở nhà ăn. Chứ mấy con khủng long ở nhà nó đói lắm rồi các bạn ạ. Vào trong đây thì không cưỡi được mấy con này nha. Cấp 86 rồi vẫn không cưỡi được đâu. Ủa mấy con kia nó bị kẹt tối sao ấy. Con này nó bị cái gì đây? Ra đây. Mấy con này nó bị cái gì nhỉ? Trong đây mình có tận ba con đại bàng. Ủa? Điêu ca này. Sao mình nhiều đại bàng như đây vậy? Con cấp 86 này phải ngồi xuống mới đi được. Ngồi xuống mới chui qua được anh em ạ. Con đội phó con số 2 Ủa một con đại bàng ở đâu Long cô cô cũng bay lên rồi đấy anh em Đấy Khó hiểu vãi đạn Bắt đầu đi vào đây xem có con gì không nào Trong đây không biết có đèn pin đâu Ui con gì ấy? Con nhện con nhện Con nhện nó bắn mình nó bắn tơ mình What Hạ mấy con kia bị kẹt rồi Chả hiểu nữa Mấy con này nó bị kẹt hết rồi các bạn Con này cũng bị kẹt luôn rồi con số 2 đấy cũng bị kẹt rồi, giờ chúng nó muốn nhảy lên cũng chả được Đi coi đường này nè Mấy con này chắc nó ngu, nó không biết đường nhảy lên rồi anh em ạ Vãi trưởng thật Không có đèn pin để xoay nhỉ Thôi mình cầm sượt gân đi Cho nên con nhện mà mình không thấy đường anh em ạ Vào tiếp xem nào Xem trong đấy nó còn cái gì không, mình nghĩ là nó vẫn phải còn đồ thế nhỉ Hoặc là, giờ là đi lên thôi Ui con rết này, Mày nhờn này Một bắn là chết một con Ơ nó ăn thịt nhau rồi anh em Mày này Bắn hai phát chết con Con rơi là easy rồi Kệ đi Con rết này không biết nó có cái gì ta Để mình thử ra mình lút xác nè Chi tin anh em ạ Chi tin và thịt rết Mấy con này nó có ăn thịt người không nhở Giờ chỉ có long coco đi theo mình thôi anh em Mấy con kia hết đi theo rồi Long coco cô ca đi theo rồi Ủa Có đường lên kìa Vậy là tính ra có một cái đường chỉ việc đi từ trên đây đi xuống phát xong nó lên luôn hay sao ấy các bạn Vậy là mình không biết Vãi đạn Hai con này bị kẹp dây luôn rồi Cả con A ghét tít kia nữa Vãi đạn đi một hồi cái chỗ nó kẹt sạch luôn các bạn ạ Con này bị kẹp hoài đây luôn Làm nào mình thử đập cái cục đá xem nó có đi không nhá Ồ đấm được cái xem nó đi ra không Tình hình là Được rồi Thôi mình cũng không cần dắt mấy cái con kia về đâu anh em ạ Mình chỉ cần dắt ba con đại bàng về Ô, con Raptor tự chết ạ à? Sao nó tự chết ta? Hay là chết đuối nhỉ? Thôi cũng chả quan tâm thôi anh em Quan tâm là bây giờ chúng ta đi về thôi Bởi mấy cái con Mấy con khủng long mới anh bắt ở đây đấy Chứ để chúng nó vào đây Chúng nó giúp mình hoàn thành nhiệm vụ thôi Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong Thì mình chỉ muốn lấy mấy con đại bàng về thôi Cũng như là mấy con Raptor Cũng như là mấy con uh, uh, Cano chắc mình sẽ để lại đây nha Bởi vì nuôi chúng nó tốn cơm lắm anh em ạ Đây là như kiểu là mấy con lính đánh thuê thôi Ủa có một cái miếng gì này What the hell? Cái gì ấy? Tự nhiên mình có một cái miếng gì ở đây này. Chả biết nữa. mà lúc nãy mình đi qua có thấy đâu nhỉ? Sao nhân bây giờ đi xuống lại thấy ta? Hay mình đang đi đường khác vậy? <laughs> mình chả biết mình đang đi đường nào nữa. Mình đang cố gắng tìm cái đường ra thôi. Mấy cái này vẫn bay theo này. Cần ba con này thôi là đủ rồi. Ủa, mình đang giống kiểu đang đi sâu vào nữa hay sao ấy anh em ạ? Không giống đang đi ra lắm. Mình đang cố gắng chạy lại ở đây. Rồi ra rồi. Có thể nó sẽ ra một đường khác đấy. Không, vẫn ra cái đường này. Oh yeah Rồi vậy là chúng ta đã kiếm được cái mảnh đầu tiên rồi Hình như là cần bốn mảnh để đánh boss hay sao ấy Và hiện tại là mình có một mảnh rồi nha các bạn À đây có một quả trứng T-Rex nữa Mình đang đói nên mình sẽ ăn luôn Ok Trứng T-Rex uh, robot anh em ạ Nhưng mà hình như cái trò này nó không ấp được ấy Cho so nên là Rồi mình cần ba con này thôi Vậy là mình đủ rồi Đi về thôi Dọn nhà anh em ơi À quên Bay qua cái núi kia nữa Cái núi kia nó khá là gần đấy À, tình hình là chắc mình sẽ bay qua cái núi bên kia Ở kia có một con Sabotus kìa các bạn Ở bên trái có một con Sabotus kìa Rồi kiếm được cái mảnh đầu tiên là đánh boss rồi Ngon canh Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên cái núi trên đây nha Xem nó có con Giganoto không Nếu mà có mình cũng chưa bắt được Bởi vì hiện tại mình chưa có súng kinh em ạ Nhưng mà cứ bay qua Bay qua xong rồi uh... Nếu như mà nó có thì Mình sẽ để mấy con đại bàng bên đây Sau đó là mình sẽ đi về nhà Chế thêm đạn Rồi sau đó là mình sẽ qua bắt nó luôn đây Khá tuyệt vời đúng không anh em Hiện tại là trên người cái con A Agave kia đấy Thì nó đang có một cái Ôi đội phó cũng chết rồi Chúng nó tự chết các bạn ạ Chúng nó không lên được chúng nó chết Tội nghiệp ghê luôn Thực sự là cũng không còn cách nào khác các bạn ạ Hiện tại đang bị nóng này Thời tiết ở trong cái game này nó thật là kỳ cục quá Từ mình sẽ gamma 3 đi bởi vì nó hơi Hơi sáng hơi chói đấy Thế mình sẽ gamma 3 để cho nó bớt chói nha đây mình nghe nói là cái núi này có con boss này À quên tập trước nhiều bạn kêu mình bắt con tép rát đi Giới thiệu các bạn ạ à. Các bạn nói đấy, trên cái núi băng ở trên kia nè Cũng như là túi băng ở trên kia nữa Có rất là nhiều con tép rát Vì thế mà nếu như hôm nay mà không bắt được Giganoto sau rớt đấy Thì ngày mai mình sẽ cố gắng đi tìm con tép rát để bắt nha Ok Hoặc là đó là các bạn muốn ngày mai đi bắt con Giganoto hay là muốn bắt tiếp giáp thì các bạn comment xuống dưới mình biết nhá. Nhưng mà mình nghĩ là bắt một con thôi chứ bắt hai con thì chắc là khó, mình không đủ khả năng để bắt hai con một lúc đâu. Ôi con này sắp hết stamina này, lẽ ra mình phải cưới cưỡi con cấp 80 mấy đấy thì nó sẽ trâu hơn. Ok. Đây mình sẽ cưỡi con cấp tám mấy đi, chuyển qua cưỡi con tám mấy đi. Chứ cưỡi con này nó hơi sida. Con này thì stamina vô địch rồi. Quan trọng là có con Giganoto ở đây không? Không có chắc mình sẽ ở lại mình đập một ít sắt sau đó mình đi về thôi các bạn. Ủa. Trên đấy có xác của con gì đấy anh em? Ủa trên đấy quá trời sắt luôn á. Cái núi này cái tỷ lệ đó. Ôi. Một con T-Rex alpha. Ở dưới kia có T-Rex alpha kìa các bạn. Lần trước mình có một con T-Rex alpha nhưng nó bị kẹt. Ủa sao? Ủa nó biến mất à? Mình thấy con T-Rex alpha nhưng nó to hơn mấy con T-Rex thường hay sao ấy nhở Các bạn có thấy vậy không? kia nó to hơn con t thường Mình hy vọng là Mình có 37 viên sợt gân Nhưng mình nghĩ không đủ đâu Lần trước bắn cả trăm viên kinh cũng không chết mà Cho nên mình nghĩ là 37 viên sợt gân chắc không đủ đâu Ê, Để sau đi anh em ơi Sợt gân phải bắn gần cơ Mà bắn gần thì Đảm bảo các bạn là nó sẽ hết kẹt <laughs> Mình bắn xa xa nó sẽ bị kẹt đấy như là đấy là một cái cái chiêu trò game này cái nghĩa là khi các bạn bắn xa xa một chút thì nó sẽ dễ bị kẹt còn khi các bạn bắn gần thì nó rất là khó bị kẹt anh em ạ mình cũng chả hiểu lý do tại sao tuy nhiên là cái cái vấn đề lý do sao thì chắc là để sau đi ta là mình đang ở trên đỉnh núi này và đang tìm xem có thấy con Gigantoto tô ở đây không tình hình là không thấy nhá anh em thường nó spawn ở cái đỉnh núi này nhưng mà nếu không có thì cũng phải chịu thôi phải để chỗ khi khác bắt Bây giờ thì mình sẽ xuống đây để mình lấy một vài cái sắt Sau đó chúng ta đi về thôi anh em Trên đây thì sắt vô địch rồi Rồi Xuống đi Cho tất cả là stop on Đó Bắt đầu đi đào sắt anh em ạ Đó Hôm nay tính ra vậy là thành công rực rỡ luôn đấy Ủa nặng luôn à Ui một cái tới tận 200 sắt luôn luôn anh em ơi Vãi đạn đây bây giờ mình ấn nhanh này, ấn chữ O cho nhanh này. Đó, O O O là nó rơi xuống đấy. Không cần ấn như kiểu kia, ấn kiểu kia nó chậm lắm. Ủa, tính ra hơi không di chuyển được luôn đấy anh em. 200 sắt là hết di chuyển rồi. Tiện thể mình xem ở trên người mình có gì nặng vậy ta. Đây mình sẽ drop bớt thịt đi. Mặc dù là thịt mình rất là cần đấy. À, drop nacoberry đi. Hiện tại là mình đang rất là cần thịt nha các bạn. Bởi vì thịt để về nhà cho mấy con khủng long cứu đói mấy con khủng long ở nhà chứ. Bây giờ chúng nó khổ lắm rồi. Đây mình sẽ chuyển qua bên đây đi Ấn T là chuyển qua luôn cho nó nhanh nhé các bạn Đó là cho bạn nào chưa biết có bạn nào biết rồi thì thôi Không biết mình cầm cái gì mà còn nặng nữa ta À mình chuyển khẩu sợt gân qua luôn Đây mình chuyển Mấy cái đồ nó, nó hiện tại mình chưa cần đấy Mình chuyển qua luôn cho đỡ bị nặng anh em ạ Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đi đào Đào càng nhiều còn tốt anh em Đó 253 lận <laughs> Vãi đạn Ồ ồ này Ok đấy Mỗi lần mình mang một từng đây về chắc là Khá là ok Ui con này Rồi 600 rồi chắc là vừa đấy Giờ bắt đầu chuyển qua hai con này nữa Xong rồi đi về thôi Nói chung là mình cũng rất là cần mê đấy Cho nên là tiện đường công tác thì Tạm đừng công tiếc anh em ạ <laughs> Mình không biết mình nói gì nữa Tuy nhiên là kệ đi Anh em để ý gì mấy cái lời vớ vẩn đúng không Đây Đây mình sẽ chuyển qua Mình sẽ đi chặt thêm một ít đá quý đấy các bạn ạ không chỉ à cần obsidian nữa nhỉ đấy cứ cầm đồ đạc các thứ ấy. chuyển hết ủi con này đậu trên trời luôn này các bạn vãi trưởng mấy cân nặng của mấy con này nó hơi ít nha đó chuyển qua này obsidian nữa này ở chết mình ấn nhầm chữ ô anh em ạ sorry sorry mình ấn nhầm chữ ô nhặt lại nè đá không cần đâu đây ấn chữ t nó mới chuyển qua nha mọi người nhiều khi mình bị ngáo ấy mình ấn nhầm chữ ô T này Đó Chuyển qua Để đi Cứ lấy thêm một ít uh, nhiều mà Dễ lấy nữa Rồi cũng dễ chuyển đấy anh em Ồ Oxygen nó còn có nhiều sắt hơn cả Mấy cái khối sắt bình thường nữa anh em ạ Rồi Tình hình là Chuẩn bị đủ rồi đấy Dưới kia có một cái tinh vàng kìa Nhưng mà chúng ta phải uh, Có một cái Khả năng gọi là Chống thính nhá anh em Không thính như này là Chết luôn đấy uh, Rút mấy cái này qua Rồi mình thấy là mấy con này cũng bắt đầu là đầy người rồi Ủa sao đây nó có một cái bịch kia ta Chuyển qua nè Ờ con này cũng gần đầy rồi này Đó Dắt cái đống này về là ngon Dắt mấy con này về là tha hồ mà có thịt anh em ạ Cái gì đây Bộ giáp Chắc đây là mấy cái bộ của con Sabotus hay gì đấy ờ, ok Vứt co con lông cô cô nữa là xong Đủ dàn Ấn chữ T nè T T Và O Rồi ok tình hình là như đây đủ rồi anh em ơi à quên mình nghĩ là cần lấy thêm một ít đá quý nữa thực mình thấy ở đây nó có nhiều đá quý lắm mà nhỉ nhưng mà mình vẫn thắc mắc là tại sao cái con tô sau rớt nó không xuất hiện ở đây nữa các bạn có chung thắc mắc với mình không hôm nọ mình thấy mà chắc chắn là mấy con này nó không bị respawn đâu rồi mình lấy đá quý này cái ray mút râm mới để gì nhỉ rồi oh, ok 126 đá quý cũng gần đầy người rồi à, bây giờ thổi thổ hết đống này về là cũng mệt lắm Ờ à, nhưng mà chắc là trên đường đi cũng không còn gì đâu Chắc mình sẽ skip qua đoạn này Ui nặng quá rồi anh em ơi Con này bị nặng quá rồi <laughs> Mình mình hơi hơi ép uổng đó rồi Nó nặng quá rồi Tính ra nó cũng không mang được nhiều nhỉ Mà tính ra nó mang nhiều lắm rồi Mình có công thức cái horo này mình đáp bớt những cái thứ không cần thiết ở trên người đi Cái kiếm này cũng chả cần đâu Giờ có sật gân rồi Mấy cái bộ đồ này Tại sao mình lại có thể để mấy bộ đồ đây được một trăm cân Hay mình bớt tham đây nhở Mình nghĩ là mình bớt tham đấy bạn ạ Mình vứt một Vứt hai trăm cục sắt lại Ồ Mình là bay Quan trọng là về nhà anh em ạ Ok Rồi chắc là bây giờ mình sẽ bay về nhà nha Và chắc là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở nhà thôi Chứ bay thế này nó cũng đâu còn gì để, để làm đâu Ok anh em Lên đường với nha Các bạn ơi Thì trong buổi livestream hôm qua đấy Mình có bắt được một cái con hiêu uh, Hiêu này này con hươu con nai này thì các bạn nên có nói với mình là cái con này nó nó nó, nó hiếm lắm thì uh, mình không biết nó có hiếm thật hay không tuy là cứ bắt nó về nhà cắp nó về nhà thôi mọi người thì uh, nói chung đấy là lại tốn thêm một miệng ăn rồi mà chả biết nó có hiếm hay không nhưng mà đã lỡ bắt thì phải bắt luôn ủa ở kia có con gì đi đi như người vậy anh em để mình chạy qua mình xem nào có một con gì đi như người kìa anh em ơi cảm thấy con gì nó tấn công mình này từ như mình thấy có con con đợi à đười ươi à đười sóc lọ à nhầm đười ươi có một con đười ươi bên kia anh em ơi mình có lên qua bắt thử nữa không nhở thấy khá hấp dẫn đấy từ từ để mấy con này nó giết con chồn hồi đi đã để hai con đại bàng của mình nó thịt con chồn này đã mình thấy có một con gì đi như người anh em vượn hay gì á từ từ mình sẽ lấy lại cái khẩu uh, cái nông nách à không cần ủa rồi cái kia mình để đâu ta cái mũi tên độc bây là cái đồ độc mình để đâu ta từ cho chúng nó stop đã Đây mình thấy có một cái khá là hay đây Long Coco mình có để gì người không ta Hình như con điêu ca hay sao ấy Đây có tên độc nè mình để người để hết là người con điêu ca rồi anh em ạ Mình thấy có một con gì khác là giống con đời ươi Đây mình sẽ mang cái này qua Hỏi thăm nó Không biết nó có mạnh không anh em ạ Mình sợ nếu nó mạnh quá nó thịt mình luôn á vừa thấy đi đi ở đây này Có một con kiều ở đây nữa. À, vừa thấy đi ra đi vào đây đâu rồi nhỉ? À kia, nó đi ở đây này anh em Ơ ờ, dính độc Đây này, con gì này Khí à Tinh tinh à Ui khỏe thế Khỏe quá anh em Mô tô chạy hơi chậm Ui con gì đấy, con gì đánh nhau mà Từ từ, mình giết mấy con này đã Ui nó vẫn còn sống không con gì cái con gấu à Ui vãi, con này nó hất mình ạ à. Ui gấu này Sao đây nhiều thú vậy Mình đừng có bị lắc nữa từ từ mình thoát kềm đã à, tiền bị lắc anh em ạ à. Ok quay trở lại đây ô vẫn bị lắc ạ à. Vãi đạn mình tưởng là nó hết lắc chứ À từ xưa mình có cách giải quyết nhanh hơn đó chứ là vì, vì việc đấm cái này rồi cái này là được rồi Mày giết cái con này đi Ui nhìn cái xác nó bay mà tội Mấy con gấu này bắt được không ta Ủa tên của mình đâu hết rồi What? Ủa, cái đống tên của mình đâu anh em? Mình vừa thoát ra vào lại mất hết tên luôn. Đờ hợi, hỡi. Game lại lỗi rồi. Game là lỗi các bạn ạ. Ok rồi. Thôi chắc đi về đấy Ở đây có nhiều thú hay quá. À. Mình không biết là con khỉ người ấy nó có hiếm không? Hy vọng nó không hiếm anh em ạ. Rồi, bây giờ thì gắp cái, cái con của nợ này về đã. Gắp con của nợ này về rồi hẹn gặp lại các bạn ở nhà nhá. Đây để mình gắp cho các bạn xem này. Rất easy chỉ việc ấn chuột phải vào lại cắp thôi đó rồi ui nặng thế nặng như trâu ấy hơi đi về cái nhà ở đây có thêm một con đường đấy các bạn ơi mình nghĩ là vậy là chắc nó không hiếm đâu này lại có một con đường đang ở dưới này mình thấy nó không hiếm lắm đâu các bạn ạ nó kiểu tô được không ấy nhở mình có nên đặt bắt một con về đặt tên là tô được không ta nhìn nó đẹp phết đấy nhở thôi để sau đi Bây giờ về nhà cái đã nhưng mà chắc với các bạn điều, điều là chắc con này không hiếm đâu mình đi mình gặp mấy con luôn rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái căn nhà thân yêu của mình các bạn ạ. Thì hiện tại là mấy con khủng long ở nhà mình nó đang chết đói rồi cho nên bây giờ mình cần phải mang cái thịt về viện trợ chúng nó gấp. Nhưng không chúng nó chết đói chết hết mất. Đúng là nuôi nhiều cái miệng ăn quá các bạn ơi. Bây giờ lại tôi thêm một cái con xúc vật này nữa thì không biết là bao nhiêu cho đủ đây. Thì là cứ kệ đi đã, mình sẽ stop on nha Sau đó bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy thịt mình phân chia cho mấy con này. Chứ mấy con này à, lâu quá nó không được ăn thịt rồi các bạn ơi. Thế bây giờ chúng nó đói khổ dã man rồi. Mình có thể chuyển qua một nút T không? chuyện này thì nhanh hơn đấy các bạn. Nhưng mình vẫn phải để cho con này nó ăn nữa nha. Chứ bây giờ nó không có đồ ăn nó vẫn chết đấy. Đó. Đó rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chia cho mấy con này. Bây giờ các bạn nhìn này. Đó, đồ ăn chúng nó bắt đầu cạn rồi. xem nên bắt đầu phải kiếm đồ ăn mới cho nó thôi chứ không rồi chúng nó bị chết mất. Dù sao chúng ta cũng có thêm rất nhiều thịt thối các bạn. Cho nên cũng không lo lắm. Rồi, bắt đầu đi uh, vận chuyển đồ ăn cho chúng nó. Con này thì thêm hai miếng nữa thôi. Đó. mấy con khủng long ăn cỏ thì dễ rồi. Nó ăn quả ăn trái cây thì easy rồi Đây con này nó gần gần hết rồi đấy anh em Gần xong phim rồi Con này sao Đấy mấy con này đồ ăn nhiều lắm Không lo Việc đi ra lấy của con Bronto là thiếu gì Con này cũng sắp hết rồi anh em thấy không Đó Vì thế mà luôn luôn nhá Luôn luôn là cần phải cho chúng nó ăn Không chúng nó sẽ chết mất Mình đã cưỡi cái nào đấy Aventis à Hai em kia cứ để kệ đi Mấy con Allosaurus với con Red ở bên đây Cũng bắt đầu gọi là thiếu thức ăn rồi các bạn con red đỏ thì nhiều thức ăn này Con Uti nó hơi tốn Nó hơi tốn một chút Đấy con Uti nó hơi tốn một chút Bởi vì nó phải liên tục gầm anh em ạ Ok rồi Mấy con này hôm nay qua mình mới bắt đầu cho nó ăn rồi Không biết là nó nó còn không Xem nào Chắc là nó vẫn còn đấy Còn 17 cái Đủ á Rồi Nó chuồng mấy con này bây giờ quá trời thịt thối luôn các bạn ạ Xem cũng không lo lắm Ô, con này cấp 86 rồi Mình thích con đại bàng này quá Nó trâu ghê Rồi để mình Gamma 4. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào trong nhà là mình sửa lại cái bộ đồ uh, tuyết anh em ạ. Để có gì ngày mai mình còn đi ra uh, tối nay á, mình sẽ làm đạn sốc kinh nhá. Mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho tối nay rồi. Là tối nay chúng ta sẽ làm đạn sốc kinh đi. Để chúng ta đi uh, đi, đi đi tối đi. Uh, để, tối nay á, mình sẽ đi làm đạn sốc kinh. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi uh, đi bắt con ghiên ô tô sau đó. Nếu tìm được, nhưng mà mình không bắt trên livestream nha Để ngày mai bắt đấy. Bây giờ mình sẽ cầm cái đống lông lông này vào để có gì uh, sửa lại cái bộ đồ kia anh em ạ. Đống lông này vào, sửa cái bộ đồ, sửa cái bộ tuyết. Đây, bộ đồ lạnh của mình nhé, bộ đồ da lạnh của mình bởi vì nó sắp hỏng hết rồi. Đây. Chân này. Tính ra là cũng cần hơi nhiều đấy các bạn ạ. Không biết là có đủ để mà sửa không? Ủa, mình sửa đấy mà nhờ, sao mình phải làm mới ta? Thôi kệ lỡ rồi. Làm mới luôn. Dầu mà, dầu thì phải làm gì cho ngầu anh em? Ồ bị nặng luôn này. Rồi, và xem còn hủy thì không hủy được thì hủy luôn Hết hủy được rồi Đây Cái mũ mới này Thôi mình nghĩ là nên sửa cái kiểu này đi. Mình làm cái mũ chưa Chưa ô sao mình còn mỗi cái mũ ấy nhỉ Đây Áo đâu Áo như mình để người con T-Rex hay sao á Đây Thì sao cũng có cái mũ này, này Cái giày Cái tay Thiếu áo với quần anh em ạ Có thể là áo với quần đã bị hỏng luôn rồi Hoặc là mình vứt đi rồi Hoặc là mình để cho người con T-Rex Để mình ra xem nào Mình nhớ là hình như là để cho người con rách trắng hay sao á ra xem cho kỹ này không phải các bạn ạ ô con này cũng sắp hết đồ ăn rồi này thôi bố thí cho nó một miếng nữa lỡ rồi cầm mới kéo cái gì cắt dâu luôn các bạn à. con rách nào nhỉ hay là mình để người con rớt nhở hôm nọ mình đi mình vội quá mình cũng một đống vào mình chả nhớ mình để vào người con nào hết tiên là trong người mấy con này có quá trời thì thối luôn con rách đỏ này thì nhiều đồ ăn này mà hình như con này nó không cầm cái gì của mình đâu đó, con này chỉ có đồ ăn thôi. Đúng là kẻ tham ăn. Hay là để con Zoti hay là con voi ta? À? Cái này con này cũng không có này. Đồ ăn cũng sắp hết rồi. rồi xong rồi các bạn thấy không? Đồ ăn mấy con khủng long rồi mình nó sắp hết sạch rồi. Cho nên là con voi sao? Cũng không có. Thế là tình hình thì phải làm một cái áo một cái quần mới các bạn ạ. Nhưng mà có đồ đốm thì easy mọi thứ easy hơn rất là nhiều đúng không mọi người? Đó, sau đó là mình sẽ đun lại cái đống uh, sắt này nữa thế là xong <laughs> đây làm một cái quần với một cái áo nữa áo khá là tốn anh em ạ mày có nhưng mà ấy không phải cái tay Ví sao rồi vì được cái tay rồi làm được cái áo với cái quần nữa áo nè sau đây mọi người nha nếu như mà mình mình quên hay quên đấy ui cái quần không đủ à thiếu bốn đấy thiếu bốn cái vãi thiếu bốn cái lông anh em ạ Đùa tôi à Trong đây có cái quần không ta Có cái quần hỏng không ta Ôi thiếu bốn cái lông thì cũng hơi mệt nhở <laughs> Cày thế Thiếu bốn cái lông ạ à. Lần trước mình đi cuối cùng là đi thiếu bốn cái lông Vãi đạn Không sao đâu Mình nghĩ là không sao đâu Lên núi uh, chắc cần À đây Đủ này Mình chưa vứt hết qua Ngon vậy là đủ Ô, rồi Không sợ nữa rồi anh em ơi Đó Ô sợ mông anh em mà cứ chưa cần mang theo cho nên cứ để ở đây đi À không để ở đây được rồi Để vào một cái uh, cái giường khác Đây Cái giường này còn nhiều chỗ đó các bạn Cứ để vào cái giường này Mốt là mình có quên thì các bạn nhắc mình với nha Mình hay quên vãi trưởng luôn đấy Thề với anh em Chuyên gia quên Cất cái antifact vào Chỗ nào nó đẹp đẹp một tí chưa nào vứt mấy cái này vào Cái này chật chỗ quá Đây cất mấy cái antifact mấy, mấy cái đồ quan trọng vào đây Đây À cầm kết kéo làm gì Đây Ok Bắt đầu là tới cái công việc gọi là chuyển hàng anh em ạ Đó Chuyển hàng nè Ôi làm gì ấy 200 Nặng luôn anh em ạ Không sao Quan trọng là Hết sạch luôn rồi nè Đó cứ để đây tôi chiều đun sau Hai người con kia nữa Hai người con kia đầy ra Đấy Con này nữa Doãn chim À con này không có Con này chả có vẹo gì luôn hai con đại bàng này nè long cô cô bốn rồi vãi trưởng đã thấy bốn tám rồi nhanh quá ta rồi mình đóng nó trước cửa lấy đồ lấy đồ ra lấy đồ vào cho dễ anh em ạ cẩn thận con này có hay khóc đấy con này không có mình thấy con này có con này có bộ giáp sắt thôi anh em ạ đây mình chuyển cái này qua ok đó rồi tối đun sau nhé mọi người đó vứt vào đây quá trời luôn rồi ờ, chắc là mình cũng sẽ dừng cái clip này đây thôi mọi người ạ. Ở tối nay mọi người sẽ lên xem mình uh, làm đạn sốc kinh nha Có gì ngày mai mình sẽ đi săn con rớt hoặc là con Tép Nếu các bạn muốn mình săn con gì vào ngày mai thì các bạn cứ comment ở dưới để mình biết nha. Rồi ờ, ok. Còn bây giờ thì uh, chắc là bye bye mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.